Lâu lắm rồi mình không thèm động đến thằng Tiến Bịp. Cái nick Tiến Huấn nha, là đệ tử của thằng Tiến Bịp. Ê tao bảo này, cái mặt mày mày còn không báo dám bỏ ra, đừng có mở mồm ra mày nói chuyện, mày kêu là thế này thế kia. Tại sao cái lũ chúng mày cứ mở mồm ra, chúng mày cứ nói là về Hải Phòng rồi tao ra tao gặp mày. Sao mày không bản lĩnh mày nói là mày đang ở đâu, tao mày để, rồi mày đến chỗ tao đi. Sao mày hèn thế hả? Mấy cái thằng địt mẹ, từ thằng Tiến Bịp, từ thằng Truyền Bịp, rồi thằng Tiến Huấn, thằng Sắn Ba Số, những cái thằng lấy nick là Tiến Huấn nhá. Sao chúng mày bản lĩnh, chúng mày là mày ở Phương ơi, mày đang ở đâu, tao đi ra tao gặp mày. Mày nói có thế, có phải là tao ấy mày không? Đúng không? Tao tôn trọng mày không? Còn mày em ấy nữa, tao đã không thèm nói đến chúng mày thôi. Chúng mày bảo là về Hải Phòng rồi tao gặp, cái mặt mày mày còn không dám bỏ ra. Về Hải Phòng gặp ai? Hả? Thằng bố Tiến mày đấy, tao về Hải Phòng tao gặp nó có dám ra nó gặp tao không? Cho nên chúng mày bớt mồm đi, tao đã hiền rồi, để cho tao hiền nha, tao nói trước đấy. Tao không đụng chạm đến chúng, cái lũ chúng mày, vì cái loại chúng mày không đủ tầm. Chúng mày đừng có lôi tao vào cái câu chuyện của mày nha, tao nói trước. Cái loại chúng mày không mang được cái giá trị gì cho cuộc sống, không giúp được cuộc đời, không giúp được ai. Mấy cái thằng nghiện với nhau mà chúng mày mở mồm mày lên đây, chúng mày nói mày động, mày thích động vào tao à? Hả? Bản lĩnh lên, hỏi tao địa chỉ rồi gặp tao, đấy mới là bản lĩnh. Đừng ngồi một chỗ mà sủa, tao nói trước đấy. Cái thằng Tiến Bịp chúng mày với mấy cái thằng Truyền Bịp đấy, hỏi địa chỉ tao xem từ hồi hôm đấy đến giờ đã bơi đến gặp tao chưa. Tao nói trước, tao hiền này, để cho tao hiền nha, đừng có mất công, đừng có mở mồm ra sủa nữa. Tao thật, tao dọ mõm từng thằng một vào đấy, tao nói trước. Mẹ mày, mày lấy cái nick Tiến Huấn, mày nghĩ là mày câu mấy cái view, mày nghĩ mà mày nghĩ mày dìm được tao á? Không có đâu, chúng mày chưa đủ trình. Thấy tao không dìm được tao, chúng mày cày, chúng mày vào kêu lên, chúng mày lôi tao ra. Bản lĩnh nha, thì nói là Phương ơi, mày ở địa chỉ nào, tao cho. Đấy, mày đến gặp tao, mày là bản lĩnh. Một lũ chó ngồi sủa, mày lại còn cứ thích oai mồm, bà không thèm nói, lại còn cứ thích động vào bà nữa. Bớt mồm lại, tao dọ mõm từng thằng vào.